Hello mọi người. Mọi người có nhìn thấy chiến binh của chúng ta ở đây không? Lại là một chú tôm hùm. Thì đây cũng sẽ vẫn là một phần thưởng quân tự thưởng cho mình. Mọi người biết sao tự thưởng không? Tại vì hôm qua lấy lương ở chỗ làm cho nên là quân đã quyết định là thấy tôm hùm giảm giá là đi mua về một con để tự thưởng cho bản thân. Sau những ngày làm việc vất vả. Ý. Con này cũng bé thôi mọi người ạ. Mà nó đấm nhau mà nó bị cái càng này nó bị dị dạng luôn. Nó chỉ còn một cái thôi, tức là con này giống kiểu dương quá mọi người ạ. Đánh nhau chỉ bằng một tay thôi. Nào mọi người cùng ăn với quân nha. Đầu to kinh. Chết rồi. Lại quên không mang kéo ở đây rồi. Lần trước bị mọi người mắng là đi lấy kéo, xong hôm nay lại không mang kéo ở đây rồi. Mọi người nhìn đầu nó to không? Não tôm à? Thì con tôm này được quân tiêu thụ vào buổi sáng. Tại vì tối hôm qua con đi làm về, hôm qua con được về sớm, con lấy lương xong con về sớm, nên là anh Hùng kêu đi chợ thì tiện thể con bảo à thôi cho em mua con tôm nó đang giảm giá, thế là con mua con này về bảo cả nhà ăn, nhưng mà bảo chị Hà với anh Hùng ăn, nhưng hai người cũng không ăn, mặc dù tôm đang giảm giá nhưng cũng không ăn, chỉ có mỗi mình quân thôi. Bên này đi làm ấy, đi đi làm thường thì hai tuần người ta sẽ trả lương cho mình một lần, nhưng mà thường thì không phải là hết 2 tuần là mình được nhận lương luôn, mà người ta sẽ giữ luôn cái tuần thứ ba của mình ấy, tức là mình làm hết tuần thứ ba thì mình mới được nhận 2 tuần lương đầu. Quân chả hiểu sao nữa, anh Hùng bảo vậy. Mà học sinh cứ 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 kể chuyện đi làm như này là quân đang làm chui đấy mọi người, nếu mà người ta biết là người ta đuổi về ấy. Hôm nay sẽ cố gắng không dùng kéo nữa, tại vì nếu mà dùng kéo là lại sẽ bị biến mất một lúc, mọi người sẽ lại phản ánh ở bên dưới thì chết. Buồn cười, cái hôm đầu tiên vào lớp giới thiệu bản thân ấy, quân giới thiệu quân làm channel YouTube, mấy cả quân đi làm ở bên ngoài, thế người ta bảo mày làm gì? Tao làm đầu bếp. Ui ôi, mày bao tuổi rồi? Tao 19. Thế mày là đầu bếp gì? Tao làm mì ở tiệm ở một cái nhà hàng to gần nhất ở trong cái trung tâm mua sắm đấy. Thế ui mày giỏi thế. Thế trong trong tí nữa trong kiểu quân chém gió thêm, chứ quân nó trên hồ YouTube của tao là một tháng kiếm được 1.000 đô. Xong rồi, ủa ôi mày mày giỏi thế, mày biết kiếm tiền sớm các thứ. Xong tí bảo mày mày có cái work permit chưa, tức là cái tờ giấy mà để mình đi làm hợp pháp ở bên này. Thế tự nhiên quân lại bảo không. Thế ông bảo ừ được rồi, là mày cứ đưa tao 10 đô để dán chặt cái mồm của tao lại. Buồn cười lắm, nói chung ông thầy của quân buồn cười lắm. Đi học mà cứ gặp ông đấy là kiểu thoải mái, đầu óc học nó không bị căng thẳng ấy mọi người. Mọi người nhìn thịt nó này. À. Khá là dai. Con này quân chỉ hấp bình thường thôi mọi người ạ, không làm gì to tát cả. Nói chung là quân nhận xét cái ở bên này người ta gọi là giáo sư ấy, cái giáo sư mà dạy quân ấy là rất là có tâm với học sinh luôn đấy thề. Tại vì bình thường anh Hùng kể là ngày xưa anh Hùng đi học ấy,
là nó cứ viết hết lên bảng này, các ông giáo sư là cứ viết hết lên hoặc là chỉ trình chiếu lên thôi. Mọi học sinh mà thấy cái gì hay là phải tự nốt lại, tức là viết lại ra quyển sách của mình ấy. Nhưng mà thầy thầy của Quân ấy là đến phần nào kiểu như nó quan trọng ấy là ông ấy nói hẳn ra là thôi xin chúng mày đấy viết vào cho tao, tại vì phần này là phần quan trọng. Rồi thầy còn sửa tất cả bài tập là chữa hết, không bỏ một bài nào hết. Dài quá. Con ăn con tôm này vào buổi sáng luôn mọi người ạ. Tiện thể ăn sáng xa xỉ. Chị Hà Minh Hùng là đang đưa Trung Bì đi học. Thì tiện Quân hôm nay Quân học chiều nên Quân dậy muộn hơn. Quân quyết định lấy con tôm này ra ăn vào buổi sáng. Hiện đây thì muốn nói luôn với cả mọi người là nắm bạn con nói với Quân là làm những cái clip mà nói toàn tiếng Anh không ấy mọi người. Thì thực sự là Quân phải nói với mọi người một cái này cũng khá là buồn, sang đây cũng mấy tháng rồi mà nói câu này hơi buồn, là tiếng Anh của Quân vẫn chưa được ok lắm. Quân không nói được nhiều, tại vì mọi người biết đấy, ở Việt Nam mình đâu có sử dụng nhiều tiếng Anh đâu. Quân sang đây bộc một phát mình phải nói tiếng Anh luôn, nó ngại ấy. Quân không dám nói ấy, mọi người. Cho nên là mong mọi người thông cảm. Mọi người cố gắng chờ cái clip mà nói toàn tiếng Anh của Quân trong những thời gian sắp tới chứ. Thực sự bây giờ Quân chưa nói nữa. Lắm lúc kiểu muốn cầm máy giới thiệu mấy bạn trong lớp ấy, nhưng mà chả biết nói như nào. Thì con tôm mà ăn rất ngon. Nó ngon không bởi vì là nó ngon, mà là nó ngon là vì tự mình kiếm được tiền là mua con tôm này mọi người ạ. Biết là tháng này sẽ bị âm tiền nhưng mà lâu lâu mình cứ phải hưởng thụ. Cách mà Quân giữ tiền là à cách mà Quân chia cái tiền ấy ra là như này này mọi người. Quân sẽ có hai tài khoản riêng biệt. Một tài khoản là Quân sẽ đưa nhiều tiền hơn. Tức là mình sẽ đưa tiền nhà, tiền ăn vào đấy. Xong là đến tháng thì anh Hùng sẽ lấy một cái khoản tiền nhất định ở trong đấy. Chứ thực ra thì sang đây mà cứ ở nhờ anh chị Quân cũng không thích. Quân nói với anh chị là anh chị cho em bao nhiêu thì cho, nhưng mà em vẫn muốn thêm vào mấy anh chị ấy, tại vì mọi người biết anh Hùng với chị Hà ở cái căn hộ này cũng không phải ít tiền, nên là Quân muốn gọi là san sẻ phần nào ấy. Ừ. Xong là còn một cái tài khoản nữa. Còn ăn vẫn vấn đề lắm. Một cái tài khoản nữa là Quân dành riêng cho cái việc tiết kiệm, thì mỗi tháng ấy, Quân chỉ bỏ vào khoảng 20 đô thôi. 20 đến 50 đô để Quân dự định cho những cái dự định sắp tới. Ví dụ cái tuần này Quân được đi shopping, Quân nhìn thấy đôi giày đẹp, thì đến cuối tháng này Quân sẽ cố gắng Quân bỏ vào đấy nhiều hơn. Quân sẽ bỏ 50 đô chẳng hạn, thì cái đôi giày trị giá khoảng hơn 100 đô thì Quân chỉ mất 3 tháng tiết kiệm thì Quân sẽ mua được đôi giày đấy. Và Quân thấy cái cách này nó khá là hữu ích. Anh Hùng chia sẻ với Quân đấy. Chứ Quân cũng không nghĩ ra, thực sự là lúc sang đây Quân chả biết gì luôn.
Anh Hùng bảo là tao sẽ cố gắng chia sẻ với mày tất cả những gì nó tốt nhất, từ tiền bạc, học hành, bạn bè chơi. Sự là cũng chả biết nói gì, chỉ biết nói là con là một người rất là may mắn. May mắn hơn tất cả các bạn khác mọi người ạ. Được ở cùng anh chị, được anh chị giúp đỡ hết hết lòng. Tất cả công việc của Quân ấy là được anh Hùng sắp đặt hết. Ý là anh Hùng anh đi xin anh các thứ cho á. Chị Hà về rồi mọi người ạ. Ồ, em ăn con tôm hôm qua em tự mua ấy. Hôm qua em đi với anh Hùng ấy. Chị Hà không ăn mọi người ạ. Lạnh không chị? Ui giời ơi, chết cả, lại mưa. Biết, chị biết sao em đội mũ không? Hôm qua tắm muộn quá nên tóc có dựng đứng. Đội mũ cho nó ngầu, nhưng mà thực ra là tóc nó hơi hơi điêu. Thôi cái này để tí đập ra. Ui giời. Gạch, gạch, gạch. Nhưng mà có bản không chị? Ui à. Mọi công việc ăn đã xong thì hôm nay ngồi vui vui chia sẻ một cái niềm vui của Quân, đó chính là tự đi mua con tôm hùm này ăn với mọi người đấy thôi. Chắc là giờ Quân sẽ chuẩn bị học học bài một tí rồi chuẩn bị đồ ăn để đi học. Để chiều nay Quân đi học mà. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn xem clip của Quân. Bye bye mọi người.